Thân mến chào các bạn, hôm nay tôi có một cái tin vui xin báo với các bạn là cây mít thái chàng gai siêu sớm này đã nứt thân xì mũn nước và tôi đã cứu sống nó đang trên đường hồi phục các bạn nha. Thì tôi sẽ làm một cái video clip chia sẻ về cái kinh nghiệm và cái quy trình trình tự xử lý cái cây mít thái, cứu cây mít thái nứt thân xì mũn nước này. Các bạn nhớ đón xem nha. Cảm ơn các bạn.